Đi từ từ thôi, lăng ở đây. Lăng bước, lăng bước, hai ba bước khổ luôn. 2 3 4. Hôm nay là ta trải qua được 14 phút 59 là làm quần tên rất tên của chị là vợ anh Hưng và vợ thầy giáo. Cả anh một cái bài thật thật, vợ thầy giáo cái bài. Như vậy là 200 của cháu Hiếu và anh Hưng đoạn này lại thuộc về đoạn này rồi. Một trang hóa đất đấy ạ. Và trước khi vào cái buổi lễ bắt đầu ngày hôm nay thì một nhà thơ đến từ câu lạc bộ Thành Công là chúng ta đã được công nhận và đóng dấu tại thành phố Hải Dương, đó là rất vinh dự cho ban tổ chức cũng như quê nhạc dục của chúng ta thân yêu. Có một nhà thơ là hát Phạm Xuân Thanh và làm này thì không thế nào. Ôi, anh Phạm thấy tuyển năm bắt đầu anh Thanh nữa. Ôi giời ơi, đấy một chữ nói đều nhiều người đã cổ vũ rồi. Con này về đi kiếp thôi, không phải sạch đi. Thành phố Đài Loan, không biết là anh ở bên Bắc Triều
chứng tỏ con lợn thì nó rất nhanh nhưng mà anh tay cái bắt hụt
thêm được. Giải nam nữ này
này có mạnh thường quân nào trao thêm cả em nào để vứt cái tên nào có mạnh thường quân nào trao lại thêm nào. Ta chỉ ngồi đây tí mày phải nhá không? Này chỗ nào hôi hôi là chỗ đây một lần nhá. Ở cái gì cái gì? Đang ngửi. Vâng, như vậy là ngày phút này thì ban tổ chức mời nhận được sự tài trợ của anh chị Hoa Tài. Nếu như ai nhận, ai mua được lợn trong trận này thì được thêm 50.000 nữa. Vâng, chúng tôi để cảm ơn anh chị Hoa Tài ngày hôm nay. Xin được thay mặt cho 6 bạn chơi, xin được cảm ơn anh chị Hoa Tài. Và xin phép là tạm thời cho ban tổ chức rút một cú. Đằng sau, đi nữa đằng sau đi. Vô, bắt đầu vô. Mệt rồi, tất cả mệt đừ hết rồi. Đề nghị anh Khoa vận động đi nhá. Anh bắt lợn, anh nhịn chút là chậm chậm là chân gì thế. Anh nhịn chút như là chân lên. Anh nhịn là cái bố này anh
đi nữa, thầm hôn nữa. Anh Thảo, anh Lâm hả? Vâng, chúc mừng không có gì thay đổi là mai ông ra gia đình là được rẻ 50 ngàn cân ạ. Một trẻ có thể lên đây ạ. Vâng, và như vậy là 50 ngàn của anh chị Hóa Tài đấy ạ. Vui thôi chứ còn vui thôi. Vâng, anh chị là một trẻ có thể lên đây ạ. Cảm ơn anh chị Hóa Tài, sống bài phút ạ. Còn trao tài khoản cho ông Phạm Văn Đông. Vâng, xin mời ông Nguyễn Bảo Hoàng đã... Cái lúc rồi, tắm rồi.
Đường quả nè, bóng nè, còn vượt biên nè. Các cô các chị nè, còn khu hút được đâu. Quê cái chị này. Bảo đứng vòng bay giờ mà không được. Làm lại đây. Bảo đứng vòng bay giờ mà lại không được. Xin được chúc mừng chị, xin được cảm ơn mọi người
sáu có một một sào sực giao lưu hết sức vui vẻ và sáng sủa hôm nay và xin mời ông Nguyễn Văn Hoàng sẽ trao giải cho số 7 là chị Nguyễn Thị Nga đến từ câu lạc bộ bóng chuyền hơi của Đà Nẵng. Vâng, xin chúc chúng ta một tràng pháo tay thật lớn nữa quá. Vâng, xin được cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn chị Nguyễn Thị Nga và cảm ơn những bạn chơi ngày hôm nay. Tại sao nam nữ nữ nam, tức là lúc đấy là đôi nào đã có nam rồi thì sao ra nữ? Quang Trung vừa rồi nhập trước là con nữ đi. Những bác nào mặc váy mà nó đẹp đấy. Đây là đề khoản này một tí để bố xíu mặc váy. Đấy đấy, đúng rồi đấy. Hôm nay chưa chuẩn bị được váy. Báo cáo ban tổ chức được váy à? Chưa có váy à? Chưa có váy, anh đang đợi may nè. Chưa có váy. Vâng, xin cảm ơn ban tổ chức. Thông âm. Thông âm nhưng mà chúng tôi... Đúng vào đây. Hey, xin cảm ơn em. Rất tuyệt vời, tuyệt vời. Thế cơ mà. Rồi, cứ bình tĩnh ở đằng nào. Vâng, bình tĩnh nhạt. Vâng. Vâng, các cháu học sinh. Các cháu học sinh đằng kia vào. Vâng, xin mời chung ạ. Đấy. Vâng, bao nhiêu rồi? À, bạn này là ở bên Thái Sơn. Đang tí dành riêng cho bạn người ạ. Đúng rồi. À, bạn bảo nhá. Cứ làm một chút đi. Bạn qua hay là tí nói lại cho thêm 7 người đi. Bạn này rất nhiệt tình này. Nhà đó bóng. 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 Đấy, lì xì đầu năm cũng phải thế. Để cho nó nghỉ. Ý bị khăn bỏ ra thôi. Ý khăn bỏ ra. Cái bạn này là bạn rất nhiệt tình như này. Ở phần lấy chìa khóa. Lấy chìa khóa văn phòng thì đi. Bốn nam rồi, bà nữ nữa đi. Ông lấy cái đai kéo co rồi. Lẻ cho nó đẹp, trận này ta đánh lẻ đi. Lẻ, phần quay mặt cao hơn. Và xin mời ba nữ đâu rồi ạ? Có vòng được hai, hai vòng. Ngại cái nàng, ngại. Ông ơi, cho bà vào không ạ? Ông đừng đẩy nhích xa. Bà vào đi, bà ơi. Thì không có gì thay đổi, mai là 13 rồi, bà cứ vào đi. Chị Hương đâu ạ? Chị Tân Quân đã đi chưa? Cô Trang qua đây là lớn chị Hương đâu? Vâng, xin mời chị Hương. Anh em xúc cầm điện thoại chị Hương. Bà Dương, bà Nguyên, bà Dương. Bà Nguyên nếu bắt được là 50.000 đồng. Vâng, xin được cảm ơn gia đình bà Can đã có tinh thần khích lệ là các cô, các chị trong buổi chiều ngày hôm nay trong môn bắt lại. Vâng, đây rồi, ba đang vào rồi. Xin mời chỗ này nhường cho ba vận động viên bằng. Gọi là ba chơi này còn có thưởng nữa. Dừng cũng phải mạnh thế nhưng mà đây. Cháu nào? Đứng lên để xấu hổ nhưng vô động nhưng không xấu hổ được. Là con trường kia, trường cháu nào đến từ quốc tịch Trung Bình kia không có gì thay đổi thì 16 âm lịch để cháu lên đường nhập ngũ rồi. Thế lại thêm cái bạn này ở đây bóng đá bác đi chú nhật bóng nhiệt tình. Chị vẫn là chúc bác may mắn nha. Lần này thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thưa quý vị và các bạn, không biết gì thay đổi thì ngày 16 lịch buổi sáng tại huyện ủy Kỳ Vân, dân huyện Tuyên Kỳ, Sơn Động sẽ tổ chức buổi lễ long trọng, lễ giao quân của toàn huyện, sự hợp mời toàn thể cán bộ và nhân dân và quý vị địa phương và người nhà của các tân binh. Chúng ta trở về trung tâm Sơn Động ở huyện Tứ Kỳ để động viên cho buổi lễ và tiếp những người tân binh của quê hương chúng ta nên được nhập ngũ để hoàn thiện công việc nhà nước và đã giao cho. Mà nữa xin được cảm ơn tinh thần của các tân binh. Vâng, cuộc chơi tiếp theo vẫn diễn ra là 6 người à, hồi cờ của anh Nguyễn Hoàng nữa rồi. Anh Xuân là anh biểu đấu tình thế đã quen rồi. Kéo kìa, kéo kìa. Anh có thể hiện được không nhé? Anh đẩy em nó quen. Một tràng pháo tay thật lớn nè quý vị. Vâng, xin được chúc mừng cho 6 người chơi. Bắt đầu thôi. Đoạn nhà tôi là cứ đi chơi mà đánh hơi. Chuẩn rồi, thật em cắn lên, cắn cắn lên, cắn lên. Ôi trời ơi, sợ cái mõm rồi. Thôi đừng. Bên ta sân quay lại đi. Quay lại 360 độ. Rồi. Không có phải thế nào không? Lại lệch qua rồi. Vẫn cứ thắng tốt nữa. Chỉ đạo thêm 3 mét nữa. Thôi. Ông đây ông nhìn ông kia, ông nhìn ông kia, ông nhìn kia. Bạn đang là vừa nói xong rồi lợn nó hãi nó chạy rồi, mất rồi. Bạn Tài Sơn quay lại 360 độ nào. Lại thắng tiếp thôi. Không được rồi, không nào. Sang bên kia đi. Nó ở bên kia cơ. Xa đi mạnh vào. Sợ thế nạn này còn hãi. Bạn Tái Sơn quay lại 360 độ đây. Cùng đi thẳng 2 mét nước rồi thế nào. Cần vượt rồi. Bắt rồi. Và
nào, chúng ta dẫn ra ngoài thắng thế nào, tâm linh của chúng ta đâu, thắng thẳng lên 2 mét thế nào. Đấy. Rồi. Chúng ta phải vận động lúc bạn mới chạy nhá. Ô này, hai chân này bùn ra đây rồi. Núi vào đây cũng là xô mà cho là khó đi. Anh bình rồi đây, cho thưởng cho đàn viên nữa rồi.
anh ở ngoài tôi thấy vừa rồi anh hô to lắm, anh đừng đâu, anh nó thế rồi, xin mời hô to của anh Hoàng nữa đó. Vâng, trận đấu bắt đầu rồi. Không dân thì nhảy nhảy được cái sọc. Qua số 87 rồi. Và đang là đeo áo lại là 78 là được đấy. Con ta dàn hẳn ngang rồi. Trời, cái tay nó cứ chắc mình luôn. Đằng sau. Đằng sau rồi. Đằng sau đằng này không biết cái gì. Sau kìa. Nào số 8, số 8. Không có cái gì. Số 8, số 8, một cái nữa. Phải, thích đây phải. Và Duyên cái đằng một mét nữa nào. Thế nào. Số 1 đâu. Đằng sau đây, đằng này quá gì đâu. Đằng sau em ơi. Nữa đây, quay nữa tay trái đây. Quay nữa tay trái. Ôi, một cái nữa. Đấy, gần được rồi đấy. Kêu kêu chứ, sao sao. Nó phải vò cơ. Vò, 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 vò. Ông Thạch, tôi trao lại cho bạn luôn không? Ông Thạch ơi. Hãy vò. Ông Thạch ơi. Nếu ông không cho giải là tối nay ông rửa bát nhá. Ô, có cái mới nào bắt được tôi rửa bát. Ông xin chấp nhận rửa bát và nấu cơm rồi. 5 bước nữa là vô. 5 bước nữa vô, đúng rồi, 5 bước. Đếm đi, bắt đầu. Bắt đầu đấy, được đấy, vô. Ồ, thôi, không được cái rồi. Chán theo thêm chạy nữa rồi. Và anh Hưng là chất ra bên phải một tí đâu. Rồi, chết tay một hết. Không, chết vào bên trái. Chết bên trái, rồi, chết tay một hết. Ôi giời, nó vừa, nó mới chạy ra. Rồi, nó tiến đằng trước đi rồi. Quay lại đằng tiết, đằng... Đằng sau, đằng sau, đằng sau. Đằng sau, lắm bước. Chắc là kinh, chắc là một tuần mới dám uống nước. Đấy, chuẩn bị đấy, chuẩn bị rồi. Được, wow. Mất. Tí nữa giải thưởng này được chưa đâu. Không, không. Còn đang là số 8 là bà Xuân. Bà số 87 này vợ anh Hưng. Quá tiếp, kẹo kẹo nữa thôi. Làm rồi, lợn làm rồi. Đấy, nằm chơi này còn này. Tạ diều đi kia đó cơ. Bà đang là xem lại cái căn của anh Hưng. Bà đang là vợ thầy giáo nó có bài đấy. Nào, sáu vận viên nhìn cái nào tốt thế nào. Quá vui rồi. Bà xuống ngang ngang sang bên trái hai bên nữa nào. Điều này là điều bắt cá bắt nước rồi. Hôm nào mà dạng ao thì mới có cá bà. Ý cái điều ông Thạch ngày hôm nay phải rửa bát nha. Các bà cứ lên đây. Thời gian còn nhiều lắm. Hơi được cô 60. Thời gian còn rất nhiều. 15 phút cô. Đấy, gần phút bắt đầu này. 15 phút rồi, thời gian mới được 1 phần 3 được. Cứ lừa lợn không được, không được, không được, tay phải. Cứ hướng phải. Mà được được. Thôi qua rồi. Còn có một trò chơi như hôm nay thì không xin được trân trọng cảm ơn gia đình anh em Nguyễn Văn Thành,
và gia đình anh Phạm Văn Căn. Cảm ơn anh rất là đánh được cơ sở Nguyễn Văn Thành sống mình và anh em Nguyễn Văn Thành đến từ sống Đại Quốc đã có tấm lòng công đức vào lễ hội mùa xuân đoàn viên năm 2004. Một ông là gia đình ông Nguyễn Văn Thành và giải thưởng các giải thưởng là đến từ gia đình ông Phạm Văn Căn. Thêm một lần nữa thay mặt cho ban tổ cảm ơn hai gia đình sau này mới có một sức khỏe anh thành đồng đội lên nằm chơi rồi tiến lên tiến lên tổ tăng tổ chức và tổ thao go sượt sượt bị sượt rồi số sáu là đàn nguyên rồi đàn nguyên trước bên trái này đúng không biết khả năng hô to quá lợn mới chạy. Mới được 7 thứ thôi, còn 8 thứ sáu. Mới được 15 thứ nữa. Bà Lăng là lần sau là được đấy hai bà. Rồi, bây giờ chúc bà lần sau may mắn nha. Thế này thôi nhỏ ơi em tính nặng đi thôi em hãy sang tay trái à em hãy sang tay trái à bà xuyên tiến thẳng 2 mét đó bà cứ tiến này bà cứ tiến này tiến tay phải tiến tay phải 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 nữa bà xuyên tiến tay phải bà xuyên tiến tay phải nữa đi rồi năm sáu rồi anh nhận mình tôi nhận với tôi là cô chẳng đồng ý. Bỏ đi, bỏ đi, không còn trước mặt cơ. Đây, đây, đúng rồi. Vợ anh hướng bên phải nào. Không được rồi, giật mình đấy. Đằng sau quay. Đằng sau vô luôn. Hải bước đằng 2 mét. Hải bước đằng 2 mét nào. Gần được rồi. Tại thế bóng trần đâu vồ nhạy thế mà lợn thì cá vồ được cái gì? Không biết là 200.000 đồng này thuộc về cô nào chị nào đây? Của cháu Hiếu, con anh Hưng của đoàn nào? Phải thắng một mét đó. Ông cả người một mét cơ mà. Thế chắc mình đánh xuống thân đâu. Đang vừa ấy còn sợ. Đó mà, nếu mà không bắt được thì không bắt được. Đâu không bắt được, phải lao mạnh. Đấy không bắt thắng đâu. Lao mạnh như vừa được. Đấy không bắt thắng đâu. Đấy không bắt thắng đâu. Đấy chạy ngược lại rồi. Phải bên tay phải à? Thế em vừa bên tay trái rồi. Go go. Không được rồi. Bà Lăng là phải gọi một tất phụ huynh tài trợ cho nó mới có hiệp tư sao thôi.
thời gian còn rất nhiều, hơn 8 phút thôi. Mệt hết rồi. Bà Xuân cũng thẳng lên 4 mét nữa, đang nằm chờ đấy. Phải dễ lên tay phải đi. Bây giờ nó đang cách cô Xuyến 1 mét rồi đấy. Bên tay trái. Bên tay trái 1 mét, đúng 1 mét. Vô. Vâng, xin chúc bà Xuyến lần sau may mắn nhá. Khả năng này chờ ông Phong tài trợ ở đây. Bà Xuyến nó tiến thẳng lên 3 mét thế nào? Đúng rồi, 3 mét. Bên trái cơ mà. Ông Thạch đứng bên kia là rất tiếc đấy. Bà Xuyên ạ. Ông Thạch đứng rất tiếc đấy. Tại sao mà chân người lại mãi quá. Chạy cho vào người mà không biết. Còn sau Hải ơi. Hải quay lại đi. Đây mà. Tay phải. Bên trái. Tay phải. Từ từ. Mới còn đơn to. Vô, đúng rồi. Ông Thạch lại tốt một lần nữa rồi. Thức là bà xem quá. Tôi ở ngoài cứ hồn nước thở. Nó ở bên kia cơ. Bà Lanh này hiệp này bắt đến tối. Hồi xưa tôi thắng rồi. Hải ơi bên phải. Hải ơi bên phải cơ mà. Bên phải. Vô. Tay phải. Tay phải đây. Hải vô lên tay phải. Vô. Vô tay phải. Vô cơ mà. Ở đang đi mua rồi đấy. Nó đứng rồi, không cần chạy nữa rồi. Chạy đi nhiều đang tổ chức rồi. Chạy. Ông vô mà. Ông vô, chú bóng lừa đi, cứ khó quá. 200 mãi còn đỏ xoáy nhá. Chưa bảo bảo cái gì đâu. Bầu ngược lại đi. Đang nằm chơi đằng sau đây này. Bà Duyên cứ biến thẳng đây. Quay lại thôi. 1 mét nữa. Không được rồi. Đấy, giờ tiến lại đi. Đằng sau thẳng là đằng 3 mét. Đúng rồi, là 3 mét. Gắn thẳng lên. Quá rồi. Quay vào đi. Cả lăng này anh đặt con chip ra ngoài làm sao rồi? Gần ngồi được là anh này cứ bỏ chạy đi. Quay ra thôi. Vô lên, chúng ta cổ vũ lên. Những chàng pháo tay của chúng ta lên. Rất tuyệt vời.
không giờ giờ dàn hàng hàng ngang nó không được, cầm tay nhau đi, đứng đứng đấy, cầm tay nhau dàn đi, gạt coi gạt gạt coi đứng rồi đấy, cái đấy của chúng mình không được rồi, còn mỗi trận ngại thôi, là duyên là duyên bắt đầu, vô vô bắt đầu 86 vô, bây giờ gần tới vô về nhào nó ôm nó ôm nó chứ đấy, giờ nó đang làm một mình. Vâng, bà Lương này còn bà Lương hai bà Lương đấy, giờ nó đang biến lên biến lên cứ đi như này. Đi từ từ thôi, lại đây, 5 bước, 5 bước, 3 bước, vô luôn. 2, 3, 4. Hôm nay hay là ta trải qua được 14 phút tay, 59. Cầm quân tên mất tên của chị là vợ anh Hưng và vợ Đại Háo. Cả anh là cái bài thật rồi, vợ Đại Háo cái bài. Như vậy là 200 của cháu Hiếu và anh Hưng đoạn này lại thuộc về đoạn này rồi. 100 phút tên đấy ạ. Vâng, xin mời cháu Hiếu ngày nay. Vâng, xin mời chị và ban tổ chức để nhận giải. À, còn một tờ nữa, xin mời ban tổ chức chúng tôi sắp xếp một cuộc chơi đó. Vâng, một cháu, mấy cháu học sinh. Để xin mời mấy cháu học sinh. Vâng, xin được chào cho chị, đây là tờ của cháu Hiếu ngày nay ạ. À, xin được cảm ơn chị, giúp chị lần sau và các bạn chơi. Rồi mình sẽ tiếp tục đấy. Cháu chúng ta sẽ về để tổ trong tay sẽ làm thủ tục đeo khăn. Mới được có 5 thôi. 5 cho 5 được. 5 không bắt được. Vâng, xin mời các những nhà mạnh thường quân. Chúng ta sẽ trao giải cho các cháu trong cuộc chơi này. Và là cuộc cuối cùng. Ban tổ chúng tôi chỉ còn một cờ nữa thôi. Thức khó. Khó. Ô. Ôi trời ơi, thì còn vô là vô quay của anh được thức. Quay lại. Bên trái đâu ơi, bên trái. Đằng sau, quay đằng sau đi. Đằng sau đó đấy. Hãy bố đi. Hãy bố đi. Bang 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 bang. Vô, bắt đầu vô vô vô. Gần được rồi đó. Còn anh của ban tổ chức này hiện tại đúng là mất mấy cái lần rồi. Chưa vấn đề gì. Và sau trong quá trình cuộc chơi ngày hôm nay khả năng này có nghĩa là lên tạ rưỡi như khả năng đi chơi tôi đã bảo hết. Đây, băng, băng. Vâng, xin mời quý vị và các bạn là một lượt chơi đến từ các cháu thanh niên hương tại là quê hương là trường thanh niên của chúng ta bốn môn này có bao nhiêu số chơi không được rồi, quá tốt, rất tốt cho cháu Phong. Cháu ơi, đi chậm lên, ngồi xuống nào, ngồi xuống tay trái không tay trái đâu. Con đi quên tay trái đi. Con nhảy ngâm mà không tay trái nào. Tập rồi rồi. Giải của các cháu ngày hôm nay có đại biểu nào những nhà mạnh thường quân nào tài trợ cho các cháu không ạ? Vâng. Xin được mời những nhà quân. Như vậy là hai bác bình hành của đội Đông Bình đã trao giải thưởng cho cháu nào trong trận đấu này là 100 đồng, 100 khối tay chân lớn nào. Vâng, xin cảm ơn hai bác hành bình.
bé mà bé mà không cần gì đấy đi bắt đi cứ bò đi bò đi à đấy nghe thấy nhìn thấy rồi thấy cũng thấy một phương viên nhỏ đang bịt mũi này lấy là ấy à đấy đang bịt mũi đây là đấy cái bạn này mà thêm nha bạn này có bò đâu sao mà ông được á thêm bạn này sao mà ông thưởng 50 ngàn nè đúng rồi, một cái tinh thần để chung vui với lễ hội đấy, một khán giả của chúng ta rất nhiệt tình đã bắt tay với ban tổ chức và chúng ta cũng nâng cao và hỏi con trong buổi chiều ngày nay với một tinh thần hết sức nhiệt tình. Ôi trời ơi, gần được rồi. Vô, 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 vô. Vô, vô đấy, vô đấy. Bà Lăng, 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 bà Bò điên, áo điên này, bò đây. Bò. Ôi giời, chạy qua chân mà không biết. Bò, lặn nước, lặn nước. Rồi, các bạn cố đây nào. Bạn cố, ôi trời ơi. Rồi được rồi. Tiền nhá, tiền như người lặn đâu. Ý là thì vàng chuẩn bị ở đấy, áo xanh chuẩn bị ở đấy, không quay lại đằng sau, không quay lại đằng sau, quay lại bên tay phải. Ôi trời ơi, chưa đã một giờ đến một giờ. Bạn nào ở bên chắc chắn tay trái đây này, chưa thấy được chưa? Rồi đi xuống rồi, đừng bước nữa, đừng bước nữa. Còn bố nghĩa đâu, chắc chắn tay trái một thứ nào. Còn bố nghĩa chắc chắn tay trái, đâu là tay trái, sang tay phải đây. Còn bố nghĩa sang tay phải nào, sang tay phải, đưa đây. Đá bụng bò đâu mà bò. Thế thì tay phải, còn bố nghĩa, còn bố nghĩa sang tay trái. Loạn hết xin ngậu đây rồi. Còn bố nghĩa đi. Còn bố nghĩa sang tay trái nào. Nữa đây. Một tí nữa rồi. Ôi trời ơi, hút bầu bạt rồi. Tí nữa thì được. Phong đi chậm thôi, từ từ. Thấy tay đây phải nào? Thấy tay phải bố. Tay trái, tay trái. Phong đi, Phong đi, Phong đi, Phong đi, sang tay phải. Ôi, từ từ chưa? Tay trái, bố. Cả lãnh này bà thức là thấy quả đấy từ là có vụ ý đấy nhưng mà còn lợn lé nhanh quá. Không được. Bố, không được. Bố. Nông đây rồi, đây là bạn nông đứng im, bạn nông đứng im nào, bạn nông đứng im. Thích chẳng thấy trái thôi cô. Thôi tay đây. Tên tay trái của bạn, thôi cô. Thôi cô, thôi cô, thôi cô, thôi cô. Quá tiếc. Bạn nông từ đây sao, bạn nông đứng im. Bạn nông đứng im, quay tên tay trái một tí. Rồi, tiếp tay. Đứng im. Đứng im, thấy tay phải. Không được rồi. Lòng đứng chắc chắn nào, chậm đôi, chậm đôi, lòng đi chậm đôi, lòng đi chậm đôi, đứng lên, đứng lên, sang bên tay phải mà đứng,
Rồi là ta phải tốn sẵn đúng thở này chứ. Lại thêm một bạn nữa rồi. Các bạn kia chúng ta đuổi rồi. Các bạn ấy chúng ta đuổi rồi. Lâm Quân có nghĩa rồi, thẳng 1 mét nhá. Chạy rồi, chạy mất rồi, sang bên trái đi. Đường là bên trái. Vâng, vâng. Lâm Quân có nghĩa sang bên trái nào. Đường là bên trái, bên trái đâu. Mẹ anh tính ra. Bạn nào đưa đường sau phê. Vâng. Bạn áo đen này rồi, kiếm đấy. Ông bé cho cháu nhỏ, anh Hoàng cho cháu nhỏ bỏ mắt à. Cho cháu nhỏ bỏ mắt à. Đứng mày đây. Cho trận đấu đấy nhé. Cho cháu nhỏ, cho cháu nhỏ mở khăn ra. Được rồi. Đây là trò chơi, chủ mang đến là được vui cho mọi người là chủ đấy. Ra anh xem bảo vệ quan trọng, cháu đánh mắt nào. Đấy, cháu cứ xem bảo vệ. Đấy, 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 tuyệt vời, được không? Trời ơi, đấy, bỏ nó ra cái gì? Tuyệt vời, tuyệt vời, vâng, cảm ơn mọi người, xong rồi. Như vậy là 6-0 rồi, đội Trường Sơn đã lên được giải thưởng là giải thanh thiếu niên. Cho nó lôi cờ đi xuống. Thưởng của ban tổ chức là 100 yên của anh chị Hàn Bình đến từ đội Long Biên và lì xì của ban tổ chức đội người ta. Còn chơi với nước lỏng không? Chơi với nước lỏng không? Còn có sự khởi động của nước lỏng không? Còn có sự khởi động của nước lỏng không? Vâng, vâng, xin cảm ơn các bạn, xin chúc mừng. Còn như vậy là về trường giải thích thức của Nguyễn Bình Vũ Đại Đội tại trung tâm giữa đồng hành ngang của các lực lượng trong của trường giải thích thức. Và rất lại, hết sức an toàn và giải thích thức. Thay mặt cho anh tổ chức của ban lễ hội và các thành viên ban lễ hội cùng toàn thể xin cảm ơn toàn thể các vị đại biểu quý quý cùng thể các cụ các bà cô chú chú đã góp sức biểu dương và lập trường và cho về chúng ta sẽ làm trong buổi sáng ngày hôm nay và đây là một buổi lễ cùng các vị đại biểu quý quý lần nữa xin được cảm ơn các bạn và quý vị và các bạn trong buổi sáng ngày hôm nay buổi lễ chúc lễ đông đủ và chúc mừng